bạn có thể thấy thì Phan Tuấn Tài sau khi trở về từ U23 Việt Nam cùng SEA Games và U23 châu Á thì đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm của người hâm mộ. Dù Phan Tuấn Tài đã chọn cho mình một góc rất là khuất trên sân hàng đẫy trong trận Viettel và Hồng Ngự Hà Tĩnh, tuy nhiên thì ngay lập tức rất đông các cổ viên, và đó đều là những cổ viên rất là trẻ tuổi đã nhận ra hậu vệ của Viettel. Phan Tuấn Tài vừa được Viettel triệu hồi lại từ câu bộ Đắk Lắk để tham dự V-League trong giai đoạn lượt về của mùa giải năm nay, và Phan Tuấn Tài đang nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ. Các bạn trẻ đang xin chữ ký Tuấn Tài, họ đang xếp hàng để lần lượt được thần tượng của mình chụp ảnh xin chữ ký. Phan Tuấn Tài hiện tại đang là một trong những cầu thủ nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ, ngoài việc có mặt trình diễn ấn tượng tại U23 Việt Nam thì Phan Tuấn Tài cũng sở hữu vẻ bề ngoài rất là điển trai, rất là nam tính. Ngoài ra thì một điều đặc biệt mà các bạn trẻ rất hâm mộ Phan Tuấn Tài đó là hậu vệ này là một cầu thủ học rất giỏi. Phan Tuấn Tài cũng đã đỗ đại học, đó là một cái hành trang rất là tốt cho Tuấn Tài có thể sau này khi nghỉ bóng đá thì cũng có thể đi học. Một cầu thủ tài đức vẹn toàn như chúng ta vẫn thường nói, những điều văn thơ hoa mỹ đấy. Các bạn có thể thấy lần lượt rất đông các cổ động viên lần lượt xếp hàng, những cổ động viên trẻ này, bây giờ đến những cổ động viên nhí này liên tục áp sát Phan Tuấn Tài. Phan Tuấn Tài thường là không ngại hậu vệ, tuy nhiên anh đang gặp rất nhiều sự áp sát đến từ vị trí của các cổ động viên nhí và các cổ động viên nữ. Rất đông các cổ động viên đang xếp hàng, đấy các bạn thấy đấy, đang xếp hàng lần lượt để xin chữ ký Phan Tuấn Tài, rất là hot luôn. Phan Tuấn Tài liên tục ký, liên tục phải chụp ảnh về tươi, và có lẽ bây giờ Phan Tuấn Tài sẽ phải học làm quen với cái việc nhận được sự quan tâm, tình cảm của người hâm mộ. Theo kế hoạch thì Phan Tuấn Tài sẽ phải chờ đến ngày 30 tháng 7 anh mới có thể có trận ra mắt trong mùa áo của câu lạc bộ Viettel khi mùa giải, khi cái giai đoạn chuyển nhượng của mùa giải chính thức được kích hoạt. Vâng, sau những phút bận rộn thì Phan Tuấn Tài bây giờ cũng đã được tạm thời nghỉ ngơi rồi. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là Phan Tuấn Tài cũng sẽ không nghỉ lâu đâu. Chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra sân của anh hai câu lạc bộ trong trận đấu ngày hôm nay, tiếp tục để check những phải tiếp đón những cổ viên khác. Câu lạc bộ Viettel. Các bạn nếu thấy hay hãy ấn like và subscribe để theo dõi kênh bóng đá Plus. Số 10. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Số 11.